các bạn đã đến với kênh Hà Cội Channel. Đã thành thông lệ, cứ mỗi năm một lần tại Jakarta sẽ diễn ra hội chợ ẩm thực quốc tế có tên là Seoul International Food. Và năm nay thì hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 11. Giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan một vòng tour hội chợ ẩm thực này nhé. Vào được bên trong thì đầu tiên á, các bạn cần phải đến quầy đăng ký, rồi đăng ký tên tuổi các kiểu. Và các bạn cũng đặc biệt lưu ý là những người dưới 15 tuổi thì sẽ không được phép vào bên trong, cũng như là mình không được mang dép xỏ ngón nha các bạn. Đây đây các bạn, sau khi mà mình đăng ký xong rồi á, thì người ta sẽ phát cho mình một cái thẻ vào cửa như thế này đây. Mình là gian hàng tự động hóa làm bánh này đây các bạn. Mình thấy thành quả là bánh được nhào nặn rất là đều, rất là đẹp luôn. Mình vẫy tay chào và anh cũng cười lại rồi. Hạnh phúc quá chừng luôn. Mình thấy chương trình siêu đầu bếp ở Indo thì anh đã luôn luôn xuất hiện. Và đến nay thì cũng siêu đầu bếp đã đến mùa thứ 10 rồi. Pakai milk, boleh pakai dark, sesuaikan aja sama selera masing-masingnya. Ini udah kita cairkan. Ini kita ada pakai peanut butter, selai kacang. 75 gram selai kacang. Lalu 75 gram fresh bulgurnya. Nah, langsung aja kita buat tepungnya dulu ya. Là đầu bếp Wilcox, một trong những đầu bếp cũng rất là nổi tiếng ở Indo á các bạn. Ngày trước khi mà mình đi đến Indo thì mình không có biết nấu ăn, và từ từ thì mình rất là hay xem những video mà anh chia sẻ. Thank you.
Kabuki Custard Cherry Bread. Pakai Kabuki, kita menggunakan tepung ini Bu ya. Jadi ini tepung terigu. Thì đến những gian hàng như thế này các bạn sẽ được mời ăn miễn phí. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi trực tiếp nhân viên tại quầy nhé. Còn đây là gian hàng có sự xuất hiện của siêu đầu bếp Marika. Ngày hôm nay thì mình được gặp rất là nhiều siêu đầu bếp nổi tiếng ở Indo các bạn, và được tận mắt nhìn thấy những siêu đầu bếp trình diễn cũng như là chia sẻ cho mình những cái công thức nấu ăn rất là tuyệt vời luôn. Salah satu bahan yang digunakan di dalam resep chef Marika ini yaitu apa? Mutiara. Saya pakai mutiara kan? Thank you.
giờ lại có thêm rất là nhiều những món ăn mới, nhìn rất là bắt mắt hấp dẫn luôn các bạn. Cũng xuất sắc thế rồi. Và đặc biệt một cái nữa đó là trước khi ra về thì mình có thể nhận được cả cái công thức để nấu ăn, mình đã sưu tập được khá là nhiều rồi. Và ở hội chợ năm nay thì mình thấy được là đồ ăn được để trong những cái vật liệu rất là thân thiện với môi trường luôn các bạn, đồng thời cũng rất là xinh luôn á. Giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực khác nha, tại vì cái khu vực này rất là rộng, rất là đông luôn. Cũng thu hút rất là nhiều những công ty đến từ châu Âu tham gia các bạn. Những sản phẩm ở bên trong này thật sự rất là chất lượng, nhìn vô cùng sang trọng, tinh tế luôn. Được chia thành rất là nhiều khu vực khác nhau luôn á các bạn. Khu vực mà mình đang đứng lúc này á, là khu vực đồ uống cũng như là hương liệu. Và cả nhà ơi, các bạn hãy nhanh chân đến khu vực này nha, tại vì nó sẽ diễn ra từ ngày 8 tới ngày 11 sẽ kết thúc á cả nhà, 11 tháng 11 này. Khi vào đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm, được thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon mới lạ, rồi được gặp gỡ những siêu đầu bếp nổi tiếng. Và đặc biệt là khi mà các bạn vào đây á, thì sẽ không móc vé vào cổng đâu các bạn, miễn phí hoàn toàn ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà từ nãy giờ đã đón xem. Hẹn gặp lại cả nhà trong những tập tiếp theo. Bye bye.